Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trường Giang hiếm hoi khoe ảnh sinh nhật của con gái. Trường Giang Nhã Phương là một trong những cặp đôi hạnh phúc của showbiz Việt. Vợ chồng Nam Danh Hài đã có cô con gái đầu lòng xinh xắn. Mới đây mười khó hiếm hoi khoe khoảnh khắc trong ngày sinh nhật tròn 4 tuổi của ái nữ nhà mình. Trường Giang hạnh phúc khi có con gái đầu lòng. Trên trang cá nhân, Trường Giang đã đăng tải bức ảnh chụp con gái cưng Destiny. Được biết đây là hình ảnh trong ngày sinh nhật tròn 4 tuổi của ái nữ nhà Nam Danh Hài. Cưng ơi riêng của sao nam sinh năm 1983, trang trí tràn ngập bong bóng với tông màu trắng hồng để đón ngày con gái thêm tuổi mới. Nam Danh Hài khoe ảnh chụp cùng con gái trong ngày sinh nhật 4 tuổi của bé. Những lần sinh nhật trước đó, mười khó đều giấu kín diện mạo của con. Con gái Trường Giang diện bộ váy công chúa xinh xắn, mang giày búp bê đầy đáng yêu trong ngày sinh nhật của mình. Dù chỉ khoe góc nghiêng nhưng đủ để thấy được bé Destiny đang rất hào hứng, vui vẻ khi ba Giang cầm bánh kem và hát chúc mừng sinh nhật. Con gái Trường Giang có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu. Trường Giang hết lòng cưng chiều, nhiều lần diện đồ đồng điệu với ái nữ. Đến nay vợ chồng Trường Giang Nhã Phương vẫn chưa từng công khai rõ ngày sinh nhật của con gái đầu lòng. Tuy nhiên thông qua dòng chữ trên chiếc bánh kem cho thấy rất có thể sinh nhật 4 tuổi của bé Destiny đã diễn ra vào ngày 22 tháng 1. Thế nhưng mãi đến tận bây giờ thì Nam Danh Hài mới khoe bức ảnh này. Bé Destiny lên 4 tuổi nhưng Trường Giang vẫn không công bố rõ ngày sinh nhật. Khung cảnh hạnh phúc Trường Giang Nhã Phương bên con gái cưng. Dù con gái đã tròn 4 tuổi nhưng Trường Giang vẫn chưa công khai cận diện mạo của bé. Độc giả của tin mới nhất chỉ được ngắm nhìn vẻ ngoài xinh xắn của nhóc tì qua những lần Nhã Phương lỡ làm lộ mặt con qua livestream. Nhã Phương nhiều lần làm lộ diện mạo của con qua livestream. Gần đây nữ diễn viên một lần nữa để ái nữ lên sóng. Bé Destiny được nhận xét là bản sao của mẹ. Cách đây vài tháng, Trường Giang cũng lần đầu hé lộ tên thật của con gái là Võ Thanh Thiên Ý. Nam Danh Hài chia sẻ, lúc vào phòng sinh, Nhã Phương còn nói với những bà chị rằng, chị ơi em buồn quá, mất hết 500.000 đồng rồi vì ông thầy coi sai ngày. Anh cảm thấy mọi thứ đều do định mệnh sắp đặt chứ mình chẳng sắp được gì cả. Mà định mệnh là ý trời rồi, ý của trời xanh đã sắp đặt sẵn rồi nên anh đặt tên con là Thanh Thiên Ý, kết hợp cùng họ Võ của anh. Con gái Trường Giang có tên thật là Võ Thanh Thiên Ý. Nhóc tì rất thích nịnh nọt và bám đuôi theo người ba nổi tiếng. Bạn có yêu thích những khoảnh khắc Trường Giang quấn quýt bên con gái cưng chứ? Đừng quên để lại bình luận cùng tin mới nhất. Dù công việc bận rộn nhưng Trường Giang vẫn luôn dành nhiều thời gian cho vợ con. Mỗi khi trở về nhà, Nam Danh Hài đều hóa ông bố bỉm sữa lầy lội chơi đùa, mua vui cho ái nữ. Vì vậy, bé Destiny rất thích bám đuôi theo ba khiến Nhã Phương cũng phải ganh tị. Con gái Trường Giang Nhã Phương thừa hưởng nét đẹp từ ba mẹ nên có vẻ ngoài rất xinh xắn, đáng yêu. Nhiều khán giả mong rằng vợ chồng Nam Danh Hài sớm công khai cận diện mạo nhóc tì. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.